hội chợ Cannes Cà Phê sắp diễn ra rồi. Chỉ chưa đầy một tháng thôi là một trong những hội chợ lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức thường niên tại Quảng Châu, Trung Quốc, một năm hai lần. Và sau khi bị gián đoạn bởi dịch Covid thì đây là lần trở lại đầu tiên của hội chợ Cannes Cà Phê. Và vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Cannes Cà Phê sẽ được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và đây sẽ là những con số đáng kinh ngạc của hội chợ Cannes Cà Phê năm nay. Mang lại nhất là số dân hàng lên đến hơn 60.000 dân hàng, và quy mô tổ chức năm nay so với các năm khác là đã tăng từ 1,18 triệu mét vuông thì năm nay đã nâng cấp lên 1,5 triệu mét vuông. Sau 3 năm đại dịch, năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc mở cửa, và dự đoán rằng số lượng người năm nay sẽ đông hơn rất nhiều. Về số lượng sản phẩm thì có hơn 500.000 sản phẩm được trưng bày tập trung, lên đến hơn 20.000 doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, hội chợ thu hút đến hơn 200.000 lượt khách tham gia đến từ hơn 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Có thể nói rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất trong 2023 để chúng ta mở rộng công việc kinh doanh của mình, đón đầu xu thế thị trường và nắm bắt công nghệ, những sản phẩm mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn tại hội chợ Cannes Cà Phê 2023 cùng One Now Logistics.